Tôi không sợ áp lực, tiếng huýt sáo chế giễu hay tiếng la ó. Cho đến ngày 30 tháng 6 năm sau, tôi vẫn ở đây để chiến đấu cho AS Roma. Trừ khi chỉ một người có thể bảo tôi dừng lại, đó là ông Jan Friedkin, chủ tịch câu lạc bộ AS Roma. Cách đây gần 3 tháng, tôi đã nhận đề nghị hậu hĩnh nhất cho một huấn luyện viên, nhưng tôi đã từ chối vì giữ lời hứa với các cổ động viên, ban lãnh đạo, cầu thủ AS Roma. Tôi nói với họ rằng tôi ở lại. Do đó, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho AS Roma, huấn luyện viên Mourinho chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu AS Roma gặp Frosinone lúc 1:45 ngày 2 tháng 10. Huấn luyện viên Mourinho AFP theo nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, huấn luyện viên Mourinho đã từ chối đến 3 lần lời đề nghị từ câu lạc bộ Al Hilal ở Ả Rập Xê Út với mức lương lên đến 30 triệu euro một năm sau thuế. Đó là mức lương cao nhất thế giới cho một huấn luyện viên. AS Roma đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại nhất lịch sử, khi chỉ có một chiến thắng tại giải Serie A, còn lại 2 hòa và 3 thua. Với vỏn vẹn 5 điểm, đội bóng thành Rome đang xếp tận vị trí thứ 16, chỉ hơn nhóm rớt hạng 2 điểm. Tại vòng bảng giải Europa League, AS Roma ra quân với trận thắng sít sao Serif Tiraspol, Moldova, 2-1 trên sân khách. Chúng tôi phải thắng, huấn luyện viên Mourinho nói dứt khoát khi thảo luận về trận đấu tiếp theo AS Roma gặp Frosinone. Chúng tôi không tìm lời bào chữa hay trốn tránh trách nhiệm. Chúng tôi đã chơi 3 trận trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa với các kết quả không tốt. Điều này có thể hiểu được, vì thời điểm chuyển nhượng luôn gây áp lực cho cầu thủ. Tuy nhiên, tôi nghĩ áp lực đó đã biến mất khi thị trường đóng cửa. Chúng tôi đã có các kết quả tích cực trước Empoli, thắng 7-0, và tại Europa League, thắng Serif Tiraspol. Trong điều kiện như vậy, đáng lẽ mọi thứ sẽ tiếp tục tốt hơn.